Hi, chào mọi người. Thì hôm nay mình đọc comment thì mình thấy bạn này kêu mình quay Abino đi. Thì Abino mình quay cũng khá là nhiều rồi. Bạn có thể kéo xuống và tìm những video trước mình đăng nha. Còn đây là mình sẽ đăng Red Abino nha. Mình kênh mình chưa làm gì Red Abino thì hôm nay mình sẽ đăng về Red Abino. Đây là một bé size 1m nha. Đây là khi một quá trình Red Abino lớn lên thì màu của cái bé sẽ cam như thế này mọi người nha. Đó, màu rất là đẹp. Có nhiều bạn mới chơi á, thì nhìn cái màu của con Red Abino nó giống như cái màu của hai bồ vậy đó. Thì đây là con Red Abino size baby và con Red Abino size 1m. Mình để gần gần nhau cho mọi người dễ quan sát. Thì khi mà còn nhỏ thì nó có những cái sọc trên lưng cam cam thế này. Con nào mà có sọc càng nhiều thì lớn lên cái màu cam của nó sẽ càng đẹp và càng nhiều hơn. Red Abino á, thì cái cặp mắt của nó vẫn là cặp mắt ruby giống như Abino bình thường đó. Nên các bạn mà cho ăn thì các bạn phải để chính giữa để cho các bé dễ tìm thấy đồ ăn và các bé ăn các bạn nha.